ốc vuông nè các bạn. Con nào con nấy bự không? Giờ để mình đi rửa sạch nó rồi mình luộc rồi mình chấm nước mắm xả nha các bạn. Ốc ở dưới quê mình bắt dưới ao nên nó gông không à. Giờ để mình đi chà cho nó sạch cái đi rồi mình bắt lên mình luộc nha. Giờ mình chà nó cho bớt gông riêu nha các bạn. Ốc này mình bắt ở tự nhiên nên nó con bự con nhỏ nó không có đều. Như người ta nuôi thì nó sẽ bự, nó bự cỡ, còn mình là bắt ốc tự nhiên ở dưới ao lên. Bữa mưa quá mình không có quay clip đi bắt được. Giờ lên thành phố. Rồi, ốc mình đã rửa sạch rồi nè các bạn, bóng loáng. Giờ để mình lấy cái nồi mình bỏ vô mình luộc nha. Nhà hết nồi bự rồi các bạn, ý hết nồi nhỏ rồi các bạn ơi, mình chơi cái nồi này luôn, khổ quá. Có mấy ngóc mà chơi cái nồi khác hơn. Mình luộc ốc mình bỏ ít nước hơn các bạn. Rồi giờ mình bắt đầu mình luộc nha. Trong thời gian chờ đợi mình làm chén nước mắm xả mình chấm với ốc ăn nha các bạn. Nó mình đây là mình có ba cây xả nè. Với hai trái ớt. Và một cái chanh các bạn. Nước mắm, đường, bột ngọt nha. Giờ để mình sắc xả ra cái xả với ớt mình sắc ra. Rồi mình bầm cho nó 72 73 nha các bạn.
để mình sắc ớt nha. À, mình sắt xong rồi nè. Giờ để mình lấy cái chày mình đâm nhẹ nó một cái nha các bạn. À giờ mình bắt đầu mình nêm nếm cái chén nước chấm của mình nha các bạn. Mình bỏ vào xíu bột ngọt thôi nha. Khoảng 2 muỗng đường nha các bạn. Bây giờ mình cho nước mắm vô. Quậy cho nó đều lên kìa các bạn. Giờ mình nêm thử chưa? Mình nêm nếm lại nha. Mình nêm nếm thử thì được chưa? Còn hơi mặn mình cho thêm thiếu đường nữa các bạn. Rồi giờ mình cắt nửa trái chanh mình nặn vô luôn nha. Rồi chắc nước chấm của mình xong rồi nè các bạn. Giờ mình đợi ốc chín rồi mình ăn nha. Ốc của mình chín rồi nè các bạn. Giờ mình ăn nha. Mời tất cả các bạn luôn nha. Còn bốc khói luôn các bạn. Giờ mình chấm quệt sả nè, ớt. Mời tất cả bạn luôn nha. Nha, giòn sực sực luôn các bạn. Ngon lắm. Làm con nữa nghe các bạn. Quấy 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 nè. Mời bạn nha.
Giờ ốc bu này đa số người ta nuôi không các bạn, giờ ngoài thiên nhiên nó cũng ít lắm rồi, bắt ghét cũng hết. Mời tất cả bạn con nữa nha. Mời các bạn nha. Nóng quá các bạn ơi. Rồi mời các bạn nha. Quá ngon. Mời tất cả bạn con nữa nha. Cảm ơn tất cả các bạn nè. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip nha. Nhớ cho mình một like và một lượt đăng ký nha các bạn. Chúc tất cả các bạn buổi chiều vui vẻ. Bye bye.